Hi, chào mọi người. Mình mới vừa đi mua sen đá về. Có những cây mình mua được, giống cũng hiếm mình mua được. Nó không có được ấy lắm là tại vì, nhưng mà cái giống này mình khó tìm. Nói chung là nhìn không đẹp lắm, nhưng mà vì lấy giống phải mua. Nhìn nó trồng nó tươi sáng, nhưng mà mai mốt mình trồng lên nó sẽ đẹp lắm. Tại vì giống này nó gọi là rainbow 7 màu á, mốt nó ra nhiều màu nó sẽ đẹp. Tạm thời là mình phải dưỡng nó ha. Đó, mình có những giống mới, những sen đá mới mình còn chưa biết tên. À, đây là nhiều nữa. Giống này thì nó có cái tên đây đây, làm thấy không? Chắc hỏi không? Để gần lại thì thấy. À. Từ từ. Em thấy. Thấy à? Ừ. Cái giống này cũng khó tìm, đâm ra mình được hai giống khó tìm quá. Giờ mình đi là đến lúc nhất. Mình đi là mình đang tìm những cái giống mà nó gì anh? Mới hả? Là không phải là mới mà khó, khó kiếm chút. Khó kiếm chút ở đây nha, dùng này nó không có nhiều. Nhiều khi dùng này không có nhiều mà dùng khác người ta có nhiều. Đó, mấy cái giống là mấy em mới ha. Giống này mình có rồi nhưng mà mình vẫn muốn thích mua. Đây cái giống này nữa, cái giống này nó đỏ tím và mấy cái hộp phơi nó loại khác. Tạm thời vậy đi ha, mình đây giới thiệu cái này đi anh. Cái này giống này mà nó bự lắm, cũng còn bự nữa. Cái này là mới có một gang thôi mà cái giống này nó tiểu thơ đà cát lắm, đụng nó là nó xấu rồi. Nói chung đừng có đụng tới cái lá nó. Mình mua để mình nó mà mất cái phấn nó đen là nó đen hoài luôn á. Xấu mà coi như cái lá đó, nó xấu. Lát mình mà có bỏ gì những cái chậu đẹp mình cũng khéo đó, không là nó cũng xỉu luôn á. Hồi nãy mình đi mình cũng cưng lắm, mình cũng ráng đụng hết cái lá rồi. Vì mấy cái cây này mình phải chạy đi. Chè cái ngoài cho luôn à. Đây nữa là cái giống này nó cái giống cái mình có thịt bò nhưng mà nó xoắn cái chỗ này nè, mọi người thấy không? Cái lá em ấy nó xoắn vô, mỗi lần nó ra là nó xoắn tròn lại. Đó. Cái này là cây dừa thôi, mới nhỏ thì dừa thôi. Mấy mốt nó sẽ bự, thực là bự mà để mà nắng nó sẽ đỏ hồng. Cái viền này nó hồng và nó đỏ, nó hồng đó. Thì em ấy rất là đẹp nhưng mà phải chờ, mọi người phải chờ thôi. Chụp hình đấy nha. Ngồi chụp sao rồi. Ừ. Mình quay để làm kỷ niệm. Mình mua mấy em mới về. Em này mình cũng có luôn rồi. Không nhớ. Đây. Cái em này thì là loại người ta ghi là zucchini thôi, chứ nó cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà được, cái đặc biệt đó là nó đột biến á. Em mốt cái thân nó sẽ bự ra. Dị dạng. Dị dạng, ờ đúng rồi. Cái gì gọi là dị dạng. Cái em thấy cái thân không? Mốt nó lên 3 bảng. Đâu? Thấy được không? Nghiêng nè, em nghiêng nè, thấy được không? Từ ráng thôi chứ tôi đâu có biết thấy được không? Nó thấy cái bảng ngang không? Từ từ. Từ từ. Đây. Thì anh cầm luôn đi ha. Này mình mới mua về, đâm ra mình chưa chăm sóc. Mình nhìn thì nó không có được trong mấy cái chậu đồ đẹp. Mình sẽ dưỡng lại rồi mình quay lại cho mọi người coi, với lại mình trồng nó ha. Với lại mấy cái giống này nó mọc chùm vậy nè. Mình trồng để mình chêm vô cái gì mà mình thích đó, cho nó thân tâm. Mấy giống này Liên cũng có rồi, nhưng mà nó bán cây con rồi, Liên cũng mua thêm thôi. Và cái giống này nó đây nè anh. Quang Nectarine. Lâu là tại tôi mua, mình có nhiều lắm mà mỗi lần gặp tôi vẫn mua. Anh chính vẫn thích cái loại này, mình vẫn có cây con nhưng mà vẫn thích vẫn mua. Bự hơn. Em bé dục cái xe ra rồi. Thôi lại. Cái này cái giống này nó giống như cái bông hồng mà nó bự lắm. Mà mình có một cây bự lắm nhưng mà lúc mình mưa quá mình không có dọn á. Thì đó cái chậu đó không có đục lỗ. Bây giờ mình mới chết tiện, luôn. Tiễn em giống mới về mình sẽ ươm nó lại. Hình như nó còn cây con mà không biết ở đâu thôi. Nhưng mà giống này bự lắm, đẹp. Khoan từ từ đi. Cái giống này đặc biệt giống bông hồng mà nó dày. Còn cái này nó sát hơn chút. Lá mỏng. Thấy không? Rồi.
Dạ, em nào nữa ta? Nãy mình mua em này giống em này quá, mình mua chị. Đây nữa, cái giống này là cũng loại mới, phải không anh? Gọi là cái gì đó? Cầm lên. Gọi là cái gì quên này? Đục biết. Bỏ đại vô thôi mà. Người ta bán, người ta để vậy, không có chưa, không có chậu tiết gì. À. Em này có phấn á, bông cũng đẹp lắm. Nè. Ở trước mình có cái loại lá xanh thường, cái lá này nó dày bự lắm, cây này thân bự lắm. Nó bụi bự, nó dạng bự. Ra đó. Nắng nó viền đỏ trong phấn xanh ha. À, còn em này là gì, nó giống như cái bông 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 hồng nhỏ 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 nhỏ, nó có cái tên nó dưới anh thấy được không? Em không thấy được. Từ 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 từ. Thấy rồi. Ừ. Đó, nó bao nhiêu cái lông mình mới chuyển về. Em này chữ đẹp lắm á. Đây. Mốt mình trồng nó rủ xuống đẹp. Nó hồng viền phấn nhưng mà nó hồng. Rồi em này, em này dĩ là... mười mấy đồng nhưng mà mình cắt một khúc rồi. Người ta bán chỉ chỗ nào cắt chỗ đó. No, ở trong Home Depot đúng không? Dĩ này 14 đồng đó. 17 đồng. 17 đồng đúng không? Cái dĩ dài á. Này đủ loại á. Mình trồng vậy muốn nó lên mà mình thích cái nào mình tin cái đó. Để em lấy cái này nha. Thực ra nó đây là nó đẹp vậy đó. Hồi đó mình mua nhỏ xíu à. Chưa được chắc 2 tháng hơn chưa đâu. Là mình có cái này. Rồi nó có cây con nhiều lắm, nó bụi đẹp, mới mốt mình sang cái chậu nào thích hợp cho nó đẹp. Tại mình đang muốn dưỡng nó, mình cho nhiều đất. Xen đá, nhiều đất với lại nước đó, thì nó mau lớn. Nhưng mà mai mốt thì nó sẽ mình khi mà mình muốn nó đứng lại rồi thì mình làm cho nó đẹp thôi. Nó búp vô anh thấy không? Đó, mốt nó đẹp lắm, nó không có tè le đâu. Có nhiều người bán á, mua thấy nó tè ra là tại vì nó bị thiếu nắng. Này đủ nắng, đủ nước là nó vừa đẹp mà nó vừa lớn. Thấy tội nghiệp không? Cái máy tội nghiệp chưa? Nhỏ xíu à. Đó, nhiều giống lắm. Rồi, bữa nay mình thu mua được có bao nhiêu đây? Nhưng mà bao nhiêu đây lợi hại lắm. Anh, cái cục kia đâu rồi anh? Đấy kia kìa. Đây. Cái em này lung lay à. Cái em này nè. Em ấy nhỏ nhưng mà em có vỏ. Một em này thôi là mình nãy anh mua nha. Tại anh trả tiền. Đòi 13 đồng. 13 đồng. Cuối cùng tôi nói xuống còn có 10 đồng. 10 đồng một em này đó. Là có nghĩa là mình mua nhiều á, người ta mới bớt á. Mình mua quá trời luôn á. Chứ mà đừng để tôi quay coi. Đừng nữa, nhúc nhích, ok. Rồi thấy rồi. Nè đó, mình sẽ tạm thời bỏ nó vừa đất thôi. Rồi mai mốt mình bỏ bự ra nữa. Ok à. Em này là đó, nên nói chung là mình nay mình nuôi được những cái giống rất là đặc biệt. Thấy không? Mấy cái giống này là thường order, nó order Korea, bên này nó đang nhân giống, mai mốt nó nhiều, giờ nó còn hiếm, khó tìm. Cái giống này nữa. Hôm qua mình mua hộp cái màu đỏ đẹp quá. Ừ, nó thấy cái bài kia phải sách mấy cây đi, mấy chậu đi luôn. Hộp hẳn. Không chừa chậu nào cho mình. Ừ. Cái giống đó giờ là người chơi đó. Mình cũng vô cái farm của Mỹ mà cũng có. Chỗ nursery nè. Cái này nó cũng tím nè. Mà nó nhỏ, dạ. Mai mốt nó đẹp lắm. Bây giờ là em bé thôi. Nhìn chưa đâu, mai mốt mình trồng lên mọi người sẽ thấy nó đẹp. Đây nữa nè, cái này nè, nó bự một cây của nó giống như cái bông hồng Rora vậy, thấy không? Từ. Cây con thôi, chứ mai mốt nó Rora nó đẹp lắm. Cái xếp của nó rất là đẹp. Rồi thấy rồi. Ừ, nó tròn mà nó rất là đẹp. Chờ đi, mốt mình quay lại nữa nha. À, giới thiệu vậy thôi. Đó, mình mua nhỏ nhỏ. Mấy cái sen đá này lớn cũng được mua nhỏ nhỏ. Tại vì liên trồng nhỏ nhỏ. Nói chung chỗ Mỹ bán mắc lắm. Cái chậu nhỏ vậy là nó quất 4 đồng à. Đúng vậy. Trồng thuế nữa đó. Chưa tính thuế nữa đó. Còn mất cái 50 sen nữa. Sen tròn nè.
cái này mốt trồng lên đẹp lắm, cái lá nó tròn mà nó đi theo cái cánh sen hồng mà. Thấy không, cái gì nó hồng hồng giống. Nói chung mình giới thiệu cái cây nhỏ thì khó thấy đẹp lắm, nhưng mà khi mình trồng lên rồi mọi người sẽ thấy nó khác. Bây giờ tạm thời là mình quay mình mới đi tìm giống thôi ha, còn khi nào mà bắt đầu mình có vô mình trồng nhiều rồi mình quay lại cho mọi người coi tiếp. Được chưa? Đủ chưa? Rồi nay vui rồi, rất là mình săn mình khó ăn lắm, ví dụ như đây chạy nhiều chỗ nên là ăn tuyển lại thôi. Vậy mình có như đây thôi, chào cả nhà mọi người, chào mọi người chứ không cả nhà, chào mọi người cả nhà là chào Facebook cả nhà của Facebook, còn chào mọi người cái cây này nãy quay cho ta. Cây này nó gọi Việt Nam nó gọi là bốn phương á, tại vì nó một bốn hướng thôi, em cũng không biết tiếng Anh nó là gì tại nó chưa gắn tiếng Anh vô. Cái lá này nó đỏ quá à, đó, nó đỏ hết luôn. Cái này cây con hình như nó đây nè, phải không? Mình sẽ nhìn khác khác hả? Giống khác á, tiền tiền mình mua mình thấy cũng khác nhưng mà nó khác hẳn. Ồ, còn cái giống này người ta giới thiệu đặc biệt lắm nè, tại vì cây này thôi khi mà nó lúc mà nó đúng nó lớn á, nó không phải mọc đúng hướng mà nó xoắn tròn tròn nó đi ra vậy nè, nó đi theo cái hình tròn tròn đi ra luôn, đẹp lắm. Mà nó vàng, còn cái giống này đỏ, cái giống này nó sẽ ra vàng vàng, nó không có đỏ. Khi mà nó thiếu nước nó nắng á, thì nó sẽ vàng, nó không đỏ. Cái này đỏ, có nhiều giống quá trời luôn á. Cả năm trời mình mới săn làm lại đồ mới nữa. Nói chung cái này là đi hai chỗ mới được, chứ không phải một chỗ. Ừ. Hai ba chỗ, ba chỗ không được, hai chỗ đâu, ba chỗ thôi, không có, có nhiều giống. Thôi Minh chào mọi người nha, bên YouTube, chào cả nhà bên Facebook. Channel mới không ít người biết, không ai coi á. Ít người ủng hộ, có ai thích coi sen đá qua thực ra mình chia sẻ bấm để theo dõi kênh, mọi người thích thì coi vui thôi.